này tôi vẫn còn chưa tin vào mắt mình. AS Roma đã lưu ngược dòng thắng Barca 3-0 và hiên ngang tiến vào bán kết. Bóng đá luôn ẩn chứa những điều bất ngờ và điên rồ. Trận đấu vừa rồi chỉ là minh chứng trần trụi nhất cho sự cuồng điên đó. AS Roma đã chơi một trận đấu hay bậc nhất trong lịch sử của mình. Còn Barca thì mới thua trận đầu tiên, nhưng lại là trận thua cay đắng nhất của mùa giải. Cầu thủ thì bóp tim, thi đấu hời hợt, huấn luyện viên thì chủ quan, chiến thuật như hạch. Thất bại này là không thể bào chữa. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả. Sẽ phải chịu trách nhiệm cho hàng chục ngàn fan Barca ở Việt Nam đã không dám ra đường vào sáng hôm sau. Sau đây là bản tin thời sự 25 giờ. Các cơ quan chức năng cho biết, sau trận đấu AS Roma 3-0 Barca, thì một lượng người rất đông mặc áo in logo Barca đã cùng nhau ùn kéo vào các hang động. Lượng người đông đến nỗi các hang động đã bị quá tải. Hang Sơn Đòn lớn nhất thế giới cũng đã chật kín người. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân để giải quyết vụ việc theo pháp luật. Barca đã từng làm nên màn lội ngược dòng kinh điển nhất lịch sử Champions League. Hôm đó họ đã say trong men rượu chiến thắng. Còn giờ đây, chính họ phải là nạn nhân của một cuộc lội ngược dòng cũng vĩ đại không kém. Những trái đắng mà năm ngoái PSG phải nhận, giờ Barca đang phải gặm nhấm trong nước mắt. Giờ thì chúng ta hãy cùng xem lại một đoạn trích trong bản tin tuần trước. Barca ghi 2 bàn, nhưng tỷ số chung cuộc lại là Barca thắng Roma 4-1. Vâng, cơ bản là tại Roma đã tự phản lưới nhà hai trái để tặng đội chủ nhà. Đội khách này cũng có tầm ghê, thế nên Barca chẳng cần mất nhiều sức vẫn có 3 điểm ngon lành. Nhưng nếu mà Roma mặc áo màu bã trầu truyền thống thay vì áo màu trắng như trận vừa rồi thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Không hiểu sao nhưng bọn tôi rất nhạy cảm với màu áo trắng. Real áo trắng, Chelsea áo trắng, PSG mùa trước cũng áo trắng, bọn tôi đều thịt luộc hết. Giờ gặp AS Roma cũng mặc áo trắng, nên chúng tôi đành phải thịt luộc thôi. Đừng trách chúng tôi, mà hãy trách màu áo trắng của các bạn. Vâng, tôi chắc con mẹ nó bắp là huấn luyện viên của Roma đã sai bản tin này của tôi. Về sân nhà, đổi màu áo bã trầu và đổi vận ngay. Và đây chính là kết quả khi mà Barca dám đến làm loạn ở sân Olympico. Manolas và De Rossi đã phản lưới nhà ở trận lượt đi. Giờ trận lượt về, họ đã cùng nhau ghi bàn để chuộc lỗi. Manolas sau trận đấu đã ngồi khóc một mình trên băng ghế chỉ đạo. Đó thực sự là một ngày quá cảm xúc đối với anh. Còn phía bên kia, cả ánh mắt thất thần của Iniesta làm chúng ta phải lặng người. Thử hỏi không buồn làm sao được, khi mà đây có thể chính là trận đấu Champions League cuối cùng của anh. Một sự nghiệp đầy vinh quang, nhưng lại kết thúc bởi một trận đấu thảm họa. Nhưng Iniesta sẽ không phải là tâm điểm của sự chỉ trích, mà đó không ai khác, chính là Lionel Messi. Nếu cả thế giới này quay lưng lại với Messi, thì tôi xin quay lưng lại với cả thế giới. Trận đấu vừa qua thực sự là Messi đã chơi rất tốt rồi. Chẳng qua là do đồng đội của anh ngu thôi. Dù mọi người có nói thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn mãi yêu Messi. Anh De Rossi à? Giả vờ thua MU để Liverpool chủ quan mà méo ngở thua luôn cả Liverpool. Jesus nổ súng ngay ở phút thứ 2, cứ tưởng màn giành đã đấm thế nào, hóa ra thì vẫn để thầy trò của Klopp lật lại 2-1. Tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 5-1. Đúng là đại bàng xanh, dù có nhanh và mạnh đến cỡ nào thì gặp Phượng Hoàng, gặp chim thần cũng bị phun lửa theo chín mà thôi. Suýt chút nữa thì một cơn địa chấn khác đã diễn ra ngay tại Bernabeu. Juventus khi bị dồn vào đường cùng, họ đã khiến cho các cầu thủ cũng như các cổ động viên Real một phen xón đái. 1-0, 2-0 rồi 3-0 trong một ngày mà không có Ramos thì hàng thủ của Real chả khác gì Diana xe mỏng vậy. Nhưng thật may là điều tồi tệ nhất đã không xảy ra khi mà anh tài đã cho Real được hưởng quả pen phút cuối cùng. Và trong những thời khắc phải đá quả pen quan trọng thì Ronaldo luôn làm tốt hơn Messi. Giờ thì chúng ta hãy nói về quả pen. Tôi xin nói thẳng luôn bằng tất cả sự nghiêm túc của một người là bản tin chôn, thì đó là một quả pen chính xác.
Vasquez đang chiếm lợi thế một mình đối mặt với bóng và trước mặt là khung thành trống thành thang. Ông Benatia từ đằng sau Alonso lên đẩy một phát, ngăn chặn tình huống ghi bàn 10-10 của Real. Về lý mà nói thì anh ta đã chính xác với quyết định của mình. Còn về tình thì đó thật sự là một điều bất công với Juventus. Trong hoàn cảnh mà họ đã làm tất cả để lội ngược dòng, nhưng cuối cùng lại ăn ngay quả pen phút cuối. Điều đó thực sự quá cay đắng. Thank God, I've been waiting for that thing for so long. What the fuck? You stole my fucking leather belt! Fuck! Fuck! I took the leather belt from that fucking leather belt! Fuck! Nghiệt ngã. Đó có lẽ là từ chuẩn nhất để nói về số phận của Buffon bây giờ. Một thủ môn huyền thoại của bóng đá thế giới. Cúp vàng World Cup anh đã có, Scudetto thì anh cất đầy tủ. Chỉ có mỗi mùi vị của Champions League là anh chưa được thử bao giờ trong suốt sự nghiệp. Cơ hội cuối cùng tưởng như đã hết khi mà lượt đi anh đã thua 0-3. Nhưng lượt về, hy vọng lại được thắp sáng lên với màn lội ngược dòng 3 đều của Juventus. Nhưng cũng để làm gì đâu, cái kết cuối cùng vẫn là anh phải chia tay Champions League. Nó giống như trong một mối tình, các bạn không yêu người ta nhưng vẫn thắp cho người ta hy vọng để rồi cuối cùng lại dập tắt đi vậy. Thà cứ để mọi chuyện kết thúc như ở trận lượt đi thì chúng ta đã không phải tiếc nuối nhiều và Buffon đã không phải đau nhiều như thế. Hình ảnh anh rời sân với chiếc thẻ đỏ và sự tức giận đến bất lực thật sự khiến mọi người không khỏi chạnh lòng. Thôi thì trách ai bây giờ, trách số quá đen thôi anh Phone à.